diễn viên chính tham gia trong phim: Trương Hàm Dư trong vai Tống Gia, Lý Tông Hàn trong vai Ngô Dụng, Lữ Lương Vĩ trong vai Tiểu Cái, Nghiêm Khoan trong vai Yến Thanh, Trần Long trong vai Võ Tòng. Kéo ra đây. Ta đang làm ăn nha. Nóng rồi ta đó.